đêm ngủ anh. Đêm ngủ. Một thằng bốn mấy tuổi không có vợ, vợ Gia Lai mới nhận về chi mẹ cho em trên tiêu làm hà hàng đủ tiêu. Một thằng hai tuổi hợ, tuổi hợ nhỏ vợ bên Nhật đi tháng 10 năm ngoái mới tết cỡ gì cho cái 2 triệu. Còn một thằng là có vợ mà vợ ở bên Ninh Bình, vợ đụng rồi có cái đĩ và hai ra dừng cái chạo rầu nó bị trở, từ mà điện nó bị trở. Cái sao từ 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 lấy tiền nhá. Là gì? Nó uy tín. Cái ba chân không mà mua một con heo kìa.
không biết gì hết, biết trời tiền mày gió vậy. Lên phòng tủ sẵn vậy ăn cho không hết già rồi. Già lớn tuổi hay hài cái mấy già hiểu rồi mới hiểu thôi. Mấy cả bà ổng người ta hiếu hảo hiệu hiếu hộ má người ta một số tao muốn dẫn là hiếu đi rồi người ta mình dẫn không đi tao biết rồi không đi đổ đổ tao chửi tao cả bớt giỡn đi. Xấu làm nó lại nên nó chờ đây bởi vì là ra ngoài nó chuyện mà chờ lại. Trời ơi. Nó tặng xe bị tí một sao không tập thể. Sao tập thể cái gì mà thời gian cao mấy ngày nó còn thằng nó không còn hình như ba cái nha ba